Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Trong các podcast trước thì chúng ta đã trao đổi với nhau về tối giản tài chính là như thế nào, và đó là điều mà chúng ta cảm thấy rất quan trọng để có được một cuộc sống hạnh phúc. Và gần đây thì trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa thì mình có được nghe một anh chia sẻ về một đề tài rất là hay và mình rất là tâm đắc, đó là về lối sống tối giản. Và thực sự thì nó rất là thiết thực cho cuộc sống của chúng ta hiện nay. Chính vì vậy mà hôm nay mình và anh Quang sẽ review cuốn sách Lối Sống Tối Giản Thời Công Nghệ Số của Cole Newport. Và chúng ta biết đó là ngày nay thì tất cả chúng ta đều dành rất nhiều thời gian trên Internet, và với sự tiện lợi của các thiết bị di động, chúng ta lướt web mọi lúc mọi nơi. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này? Thì trong cuốn sách này, tác giả muốn bắt đầu một cuộc cách mạng, và ông ấy gọi đó là lối sống tối giản thời công nghệ số. Hãy hành động, nhưng không phải chúng ta sẽ bảo thủ đổ lỗi cho công nghệ và nghiền nát các thể loại máy móc. Chúng ta phải kiểm soát cách sử dụng công nghệ để công nghệ không kiểm soát chúng ta. Và có lẽ là chúng ta đã từng quên ăn, quên ngủ, giật mình thức giấc vì tiếng chuông thông báo của các ứng dụng nào đó, hoặc đứng ngồi không yên khi không được sử dụng điện thoại lâu ngày. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số. Công nghệ số thì hiện tại có mặt ở khắp mọi nơi, và nhiều khi thì khiến chúng ta bỏ lỡ rất là nhiều khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời. Và công nghệ không xấu, nhưng chúng ta đã sử dụng không đúng cách, chính vì vậy mà không mang lại cái lợi ích tối đa cho chúng ta. Và cuốn sách Lối Sống Tối Giản Thời Công Nghệ Số là cuốn cẩm nang cho chúng ta có một kỷ nguyên số tốt hơn. Vậy thì sau khi anh Quang cũng đã đọc xong cuốn sách này rồi, thì sau khi đọc xong thì anh Quang thấy cuốn sách này như thế nào? Khi đọc cuốn sách này xong thì anh có một cái ấn tượng đầu tiên, anh thấy mình trong cuốn sách này. Tức là tác giả đã chỉ cho chúng ta thấy một sự thật phũ phàng là hiện thực con người chúng ta bị nghiện, dùng đúng cái từ nghiện luôn, đó là điện thoại, smartphone, và cụ thể là iPhone, với lại các cái mạng xã hội, mà đặc biệt là Facebook và YouTube như thế nào. Và đồng thời cuốn sách này vừa chỉ cho chúng ta thấy sự thật như vậy và giải thích cái căn nguyên đằng sau cái gốc gác của cái hiện tượng đó như nào, rồi lại chỉ cho chúng ta là một cái con đường đi, tức là nó có một cái góc độ khác, cụ thể là cái chủ nghĩa tối giản số thì nó giúp chúng ta như thế nào trong đó, và từng bước một là cái cách thực hiện từ nguyên tắc đến bước đi thực hành, và có những cái ví dụ rất là thiết thực ở trong đó. Nói chung tóm lại, đây là một cuốn sách anh thấy rất hay và hoàn toàn giúp chúng ta có một cái hiểu rất là sâu về cái hiện thực, về không gian số hiện tại như thế nào, người ta bị nghiện như thế nào, và cái cách thức để chuyển hóa cái điều đó ra sao. Và cuốn sách này hoàn toàn có thể giúp chúng ta hành động rất tốt được. Đó là cái ấn tượng đầu tiên với cuốn sách này. Và trong cuốn sách này thì tác giả đã viết một cách rất là tinh tế, đó là chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất đó là nói về các nền tảng, và phần này thì gợi ý ra những cái phương pháp vận dụng triết lý đơn giản để đơn giản hóa cuộc sống số, và cần phải có những hành động triệt để thì mới có thể biến đổi tận gốc được mối quan hệ với công nghệ. Và phần thứ hai đó là phần thực hành, để cho chúng ta đọc xong cuốn sách này chúng ta sẽ thấy được và có lối sống ý nghĩa để sử dụng công nghệ. Và ở đây thì tác giả bàn kỹ hơn về ý tưởng để giúp chúng ta xây dựng được cái lối sống tối giản bền vững. Vậy thì trong cuốn sách này, anh Quang tâm đắc những cái bài học hay những cái ý tưởng gì từ tác giả? Cái điểm mà ấn tượng đầu tiên á, là trong cái phần 1 về các nền tảng á, là trong cái phần 1 nhỏ của cái phần 1, đó là cuộc chạy đua vũ trang không cân sức. Thì trong này tác giả chỉ cho chúng ta thấy một cái hiện thực là chúng ta đang bị nghiện điện thoại smartphone và không gian số như nào. Thế thì ở đây tác giả đưa ra một cái lập luận cũng rất là hay, tức là thông thường tại sao nó không cân sức, bởi vì như này, tác giả chỉ ra là nếu mà con người mình chỉ bị gọi là tấn công bởi một cái thôi, đơn lẻ thôi, thì con người mình sẽ chống chọi rất là dễ dàng, đúng không? Ví dụ như là nếu mà chỉ có Facebook mà không có iPhone chẳng hạn, hoặc là chỉ có iPhone mà không có Facebook hay là không có YouTube chẳng hạn, thì có thể mình sẽ không đến mức phải nghiện như vậy. Và ở đây tác giả nhấn mạnh đến đúng cái từ nghiện luôn. Ngày xưa thì mọi người chỉ nghĩ là nghiện là dùng cho những cái loại mà cái chất có cồn, và trong đó có chất gây nghiện, đúng không? Ví dụ như rượu hay là thuốc lá hay là ma túy này kia, vân vân các loại thôi. Nhưng mà bây giờ trong cái thế kỷ 21 này thì nó có thêm một cái định nghĩa khác mà tác giả cũng đưa ra trong cuốn sách về cái chứng nghiện
với không gian số nó như nào. Tóm lại là tác giả đưa ra là những hành vi kiểu lặp đi lặp lại một cách vô thức mà nó gây tác hại cho cái người dùng thì đó đều là nghiện hết. Thì tác giả mới chỉ ra là chúng ta bị tấn công bởi một lúc quá nhiều thứ, tức là vừa có iPhone, vừa có Facebook, vừa có YouTube và rất nhiều thứ khác xung quanh, Instagram vân vân các loại. Thì con người trong cuộc chiến không cân sức đó là bị đúng nghĩa là nghiện luôn. Và người ta có một thống kê luôn là từ ngày có cái điện thoại iPhone thì gần như con người một ngày là sờ vào cái điện thoại của mình ít nhất là 85 lần. Và cái thời gian dùng điện thoại và lướt trên các cái mạng xã hội là trung bình là hơn 4 tiếng đồng hồ ở Việt Nam của mình như vậy. Thì đây là một con số rõ ràng là nó cho thấy là chúng ta đã bị hút vào đó như nào, và cái phần còn lại thời gian cho công việc, cho gia đình và những niềm vui khác nó sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Chúng ta thấy rất rõ ràng như vậy. Và đồng thời trong cuốn sách này tác giả cũng chỉ ra luôn là một cái sự thật rất là nghiêm trọng mà chúng ta cần phải rõ ràng là đôi khi không phải là vì mình, tác giả nói luôn là không phải vì con người lười biếng chứ hẳn là như thế đâu, mà là sự thật phũ phàng là hàng tỷ đô la đã được đầu tư vào trong các cái ứng dụng này chỉ để cho con người dành thời gian cho trên điện thoại, cho trên các cái mạng xã hội đó lâu nhất có thể luôn. Và đặc biệt tác giả có chỉ ra là ban đầu là Facebook là không có cái nút like đó, nhưng mà sau này bắt đầu có người nghĩ ra cái ý tưởng đó, và từ khi có cái nút like đó thì làm cho cái mức độ tương tác của con người với mạng xã hội và đặc biệt là Facebook nhiều vô cùng luôn, mà nó gây cái chứng nghiện. Mà có một minh chứng hùng hồn là cái cô mà tác giả, cái người mà nghĩ ra được cái ý tưởng mà cái nút like đó, thì sau này cô sợ cái sự phân tán trên mạng xã hội đến mức mà cô phải thuê một người chuyên quản lý cho mình để làm sao mà cô không bị phân tán từ cái mạng xã hội, để cô có thể tập trung vào công việc. Đã, thì có nghĩa là rất là ấn tượng trong cái chương mà tác giả giải thích tại sao là cuộc chạy đua vũ trang không cân sức giữa con người của mình và các cái tác động tổng hợp từ điện thoại iPhone và các loại mạng xã hội như thế nào. Trong cuộc chiến đó chúng ta hoàn toàn mất tự chủ luôn và chúng ta bị nghiện đúng nghĩa luôn. Và tác giả chỉ ra luôn là thực sự nó có chủ đích ở đó luôn. Và trong này đưa ra những cái chi tiết rất đắt, là ngay cả những người mà họ tham gia vào dự án trực tiếp trong các cái vấn đề mạng xã hội đó, điện thoại đó, người ta chia sẻ cái sự thật đằng sau cái thứ đó như thế nào để giúp cho con người mình có thể nhận ra cái nguyên nhân đằng sau tất cả những thứ bây giờ chúng ta đang bị mắc phải nó là như thế nào. Nó có sự chủ đích hàng tỷ đô la đã được đầu tư vào để cho con người bị nghiện thật sự luôn. Và đó là cái điều anh ấn tượng đầu tiên với chương đầu tiên. Qua những con số mà anh Quang có nêu ra là 85 lần để vào các ứng dụng trong một ngày và một người trung bình là 4 tiếng đồng hồ để sử dụng các cái ứng dụng đó thì cảm thấy thực sự là rất là khủng khiếp. Và trong cuốn sách này thì em tâm đắc cái chương thứ 2 nói về tối giản số. Vậy thì trước tiên chúng ta phải hiểu tối giản số là như thế nào. Thì là một triết lý về sử dụng công nghệ, trong đó mà bạn tập trung thời gian trực tuyến của mình và một lượng nhỏ các hoạt động được tối ưu hóa và lựa chọn cẩn thận, có thể giúp củng cố mạnh mẽ những điều mà bạn trân trọng và sau đó vui vẻ bỏ qua tất cả mọi thứ khác. Tức là họ sử dụng những cái công nghệ một cách tối ưu nhất. Công nghệ nào đáng thì họ sẽ sử dụng, mà không đáng thì họ sẽ lược bỏ đi để không mất thời gian. Và trong này thì tác giả có đưa ra cho những cái nguyên tắc để mình có thể áp dụng vào và tối giản số. Nguyên tắc thứ nhất tác giả đưa ra đó là bừa bộn là một thói quen tốn kém. Và những người theo chủ nghĩa tối giản số nhận ra rằng là việc đưa ra quá nhiều những thiết bị, ứng dụng và dịch vụ vào cuộc sống gây ra sự phân tâm và chiếm quá nhiều thời gian và mang lại những khoản chi phí tiêu cực rất là lớn và có khả năng là nuốt chửng những cái lợi ích vặt vãnh mà công cụ số đó đã mang lại. Và nguyên tắc thứ hai đó là tối ưu hóa là điều quan trọng. Tác giả có nói ở đây là những người theo chủ nghĩa tối giản số tin tưởng rằng việc xác định xem một công nghệ mới liệu có hỗ trợ và mang lại cho họ cái giá trị họ đề cao hay không mới chỉ là bước đi đầu tiên. Và để thực sự phát huy được tối đa được lợi ích tiềm năng mà nó mang lại thì cần phải suy nghĩ cẩn thận về việc sử dụng công nghệ này như thế nào. Tức là chúng ta phải có cái cách sử dụng, có phương pháp để cho đúng đắn. Và nguyên tắc thứ ba đó là nguyên tắc có chủ ý. Những người theo chủ nghĩa tối giản số, họ phải cảm thấy hài lòng với việc là họ quyết tâm tăng cường cái nhận thức ở mức tổng thể và cách tiếp cận các công nghệ mới. Sự hài lòng này sẽ phụ thuộc vào từng quyết định cụ thể mà họ đưa ra và đồng thời là một trong những lý do quan trọng nhất giải thích vì sao mà chủ nghĩa tối giản lại mang lại ý nghĩa lớn lao như vậy đối với những người
thực hành triết lý tối thiểu số này. Đã, thì anh cũng chia sẻ cái tâm đắc như của Duyên vừa chia sẻ trong cái chương 2 này. Anh đặc biệt thích là gì? Tác giả đưa ra hẳn một cái tư tưởng giải quyết. Chứ ví dụ như trong sách tác giả có kể một câu chuyện là có một anh chàng anh viết hẳn một cái bài trong một tạp chí luôn. Tôi đã thoát khỏi cái nghiện iPhone và mạng xã hội như này bằng cách là một cách làm rất là cực đoan là tắt luôn 112 ứng dụng trên cái điện thoại smartphone của mình. Và anh bảo là ok, từ đây anh đã được giải phóng khỏi cái sự phân tâm từ đó rồi, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là tác giả chỉ ra ngay, tác giả của cuốn Lối sống tối giản thời công nghệ số này chỉ ra ngay là cách làm cực đoan nó không bao giờ hiệu quả hết, bởi vì nó chỉ giải quyết về mặt hình thức thôi, chứ còn ẩn sâu trong đầu của ông là vẫn là một con người chưa hề được chuyển hóa bất kỳ một cái thứ gì về mặt tâm thức. Đã từ cách tiếp cận rất là sâu sắc đó mà tác giả mới đưa ra có hẳn một cái triết lý, một cái chủ nghĩa đàng hoàng để mà Duyên vừa đập cái đó lên rồi, thì trong đó nó có hai chữ rất là đáng và mình trọng những thứ quan trọng như thế nào. Đã, rồi từ đó đưa ra nguyên tắc để mà chúng ta biết cái cách có thể áp dụng ra sao. Thì cho nên là với cách tiếp cận như vậy thì mình cảm thấy nó thuyết phục, chứ không phải là chỉ là cách làm rất là đơn lẻ. Đó là cái điểm mà anh cũng chia sẻ cái sự tâm đắc với trong cái chương 2 này với Duyên. Và thêm một cái nữa là cái cuốn sách này hay ở chỗ là nó không phải chỉ bàn về những cái nghiên cứu lý thuyết này cái văn các loại đâu, mà tác giả chỉ ra cái con đường đây nhá, cái phần 3 trong cái chương 1 là bàn về con đường nhanh chóng để trở thành người tối giản, đúng không ạ? Thì tác giả có chỉ ra là một cái quy trình hàng hoa, cách tiếp cận người phương Tây rất hay ở điểm đó. Quy trình dọn dẹp không gian số như nào thì có 3 bước rất là cụ thể nhá. Bước 1, dành riêng ra một giai đoạn kéo dài 30 ngày. Trong thời gian này bạn sẽ tránh sử dụng các công nghệ mà bạn không bắt buộc phải sử dụng. Đấy. Chứ tác giả không cực đoan là phải tắt hết tất cả ứng dụng đó. Nhưng mà mình sẽ phân loại ra là công nghệ nào mình vẫn có thể sử dụng, công nghệ nào không bắt buộc phải sử dụng thì mình sẽ ngăn không dùng trong 30 ngày đó. Bước 2, cũng trong giai đoạn 30 ngày này bạn hãy khám phá và tìm về những hoạt động và hành vi mang lại cho bạn sự hài lòng và khiến bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đấy. Và bước 3, cuối giai đoạn nghỉ ngơi này hãy tìm hiểu lại về công nghệ tùy chọn, tức là những công nghệ mà không bắt buộc phải sử dụng ấy. Tùy chọn đó để cân nhắc sử dụng chúng bắt đầu lại từ đầu. Đối với mỗi công nghệ bạn chọn đưa vào sử dụng lại, hãy xác định xem nó mang lại giá trị gì cho cuộc sống của bạn, đồng thời vạch ra cách sử dụng cụ thể đối với công nghệ này sao cho thu được giá trị cao nhất từ đó. Nó vẫn quay lại, vẫn là một câu là chúng ta trả lời cho câu hỏi là cái đó có thật sự đáng, có giá trị để chúng ta sử dụng hay không. Cách làm rất là hay và quy trình rất là rõ ràng để có thể hành động được ngay và nhanh chóng có thể đưa lại kết quả được. Và ngoài ra thì tác giả cũng rút ra được một cái, đó là cái giải pháp dọn dẹp không gian số sẽ có hiệu quả rất là tốt, và sau khi mà chúng ta tiến hành cái cuộc tổng dọn dẹp cái không gian số này thì sẽ đem lại cho chúng ta một cuộc sống trở nên hài hòa hơn và hạnh phúc hơn. Và quy trình dọn dẹp diễn ra thì rất là khó khăn và không ít người sẽ phải bỏ cuộc trong cái quy trình mà mình dọn dẹp cái không gian số của mình. Và tác giả có nêu ra đây là quy trình trong giai đoạn 30 ngày, thì trong vòng 30 ngày đó nhưng mà có thể là mọi người chỉ dừng được ở khoảng giữa thôi, sau đó thì sẽ không thực hiện được tiếp. Và chính vì vậy mà mọi người, nếu như mà mọi người có mắc phải cái trường hợp này thì mọi người có thể là sử dụng đến một coach để họ có thể hỗ trợ đồng hành để giúp mình đạt được cái mục tiêu tối giản cái không gian số này. Và bên cạnh đó thì tác giả cũng đưa ra 3 bước để triển khai cái quy trình dọn dẹp không gian số này trong vòng 30 ngày. Bước thứ nhất đó là xác định được nguyên tắc sử dụng công nghệ. Và trong bước này thì giúp ta xác định rất là rõ ràng thôi, những công nghệ nào quan trọng, những công nghệ nào không quan trọng, tức là thuộc vào cái nhóm tùy chọn, mình có thể ngưng sử dụng được trong vòng 30 ngày đó thì mình gác sang một bên, mình không sử dụng trong 30 ngày. Cái bước thứ hai đó là triển khai thực hiện thời hạn 30 ngày, là tuân thủ theo cái nguyên tắc mà mình đặt ra trong vòng 30 ngày đó. Là khi mà bước đầu tiên thì có lẽ là hơi khó khăn vì thiếu vắng công nghệ và khiến cho chúng ta, tâm lý chúng ta sẽ không được thoải mái. Và nhưng mà rồi sau đó thì dần dần những cái cảm giác đó sẽ biến mất và chúng ta sẽ bắt đầu quên cái chiếc điện thoại đi và chúng ta sẽ thực hiện được cái quy trình này. Và bước thứ ba đó là lựa chọn lại công nghệ và tiếp tục sử dụng. Tức là ở đây là không hẳn là tác giả muốn tách biệt cái công nghệ đó ra, nhưng tác giả muốn nói là chúng ta sử dụng một cách hợp lý, đúng cách. Và cái khâu mà sử dụng, khâu mà lựa chọn lại công nghệ này là chúng ta sẽ tìm lại những cái công nghệ hay những cái ứng dụng nó thực sự quan trọng và cần thiết, giúp ích cho cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Thì ngoài ra thì anh Quang thấy được gì sau cái quy trình mà sử dụng 30 ngày này?
Anh cũng ấn tượng là trong cuốn sách này tác giả có chỉ ra những cái case study, những cái ví dụ thực tiễn mà áp dụng xong rồi thành công, để mà chúng ta có thêm cái thông tin về cái chuyện là tại sao mà đi theo các bước thực hành này thì rất là tốt. Ví dụ trong sách có kể câu chuyện của anh Tyler này, khoảng một năm sau khi anh quyết định đi theo lối sống tối giản và từ bỏ mạng xã hội nhé. Lúc đó anh thể hiện rõ sự hào hứng trước những thay đổi trong cuộc sống của mình. Anh đăng ký làm tình nguyện viên trong khu gần vực gần nhà này, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn này, đúng không? Rất tốt cho sức khỏe nhé. Và đọc từ 3 đến cuốn sách mỗi tháng. Đấy, tức là vừa tăng được sức khỏe, vừa tăng được cái trí tuệ của mình. Đúng không ạ? Đấy, đó là đều là những vốn quý nhất với con người mình rồi. Rồi anh này học chơi đàn ukulele và tâm sự với tôi rằng giờ đây vì chiếc điện thoại di động không còn bị dính như keo vào tay anh nên anh càng trở nên gần gũi hơn với mọi con. Về khía cạnh sự nghiệp, nhờ biết tập trung hơn vào công việc sau khi từ bỏ mạng xã hội nên anh đã được thăng chức. Đấy, đúng không ạ? Một số khách hàng làm việc với tôi thấy sự thay đổi khi đó họ thường hỏi tôi lý do. Và anh rất là hào hứng chia sẻ là việc từ bỏ mạng xã hội. Mà anh cũng nói luôn là lúc đó là phản ứng của họ thường là ước gì tôi cũng có thể làm được như vậy nhưng tôi không thể. Rất nhiều người bị tình trạng như vậy. Tóm lại là cái chuyện mà chuyển đổi qua cái chủ nghĩa tối giản nó không phải đơn giản mà Dương vừa mới chia sẻ rồi. Thì mọi người cũng phải ý thức việc này chứ cũng không phải là nghĩ là cái đó dễ dàng để mà chúng ta có thể thực hiện được ngay. Nhưng mà việc mà nếu mà có một coach đồng hành cùng để giúp chúng ta làm rõ được cái mục tiêu đằng sau đó thì trong sách này tác giả cũng chỉ ra một cách rất hay. Tức là cái chuyện mà chuyển sang cái lối sống chủ nghĩa tối giản số nó không phải là chỉ là về mặt hình thức đâu, mà sau cái giai đoạn 30 ngày đã xong thì nó định vị lại hẳn mình một con người. Định vị lại hẳn mình một con người là tôi không phải là người lệ thuộc vào mạng xã hội hay cái này kia nữa, không nghiện nữa. Mà tôi biết được những giá trị thật sự trong cuộc sống này là gì. Tôi tập trung vào đó và tôi chỉ coi như công nghệ là một cái phương tiện. Nói như thế cũng không có nghĩa là tác giả kiểu bác bỏ hết những cái giá trị của công nghệ đâu. Tác giả vẫn thừa nhận cái đó, nhưng mà có sự chú ý và tối ưu nó một cách rất rõ ràng để mà có thể tận dụng được những thế mạnh của công nghệ, nhưng đồng thời mình lại tối thiểu hóa được những cái tác hại, những cái sự phân tâm của nó và hướng đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn. Đó là những cái điểm mà anh thấy cũng rất là hay từ cuốn sách này. Và còn mình, anh Quang có nhắc đến coach mà lúc nãy em cũng nhắc đến ấy, thì không chỉ là trong cái lĩnh vực là tối giản hóa số thì chúng ta mới sử dụng được coach để đồng hành, mà kể cả là trong lĩnh vực tài chính hay là mọi lĩnh vực trong cuộc sống thì cũng có thể sử dụng được coach đồng hành để làm cho cuộc sống của mình nó toàn vẹn hơn. Đó là phần 1 của cuốn sách này. Và phần 2 thì tác giả có nói đến là cái thực hành như thế nào, mình áp dụng như thế nào vào cái cuộc sống tối giản số của mình. Thì anh Quang thấy như thế nào phần này? Anh rất là tâm đắc với các cái bước trong phần thực hành của tác giả đưa ra. Anh nghĩ là nó rất hợp lý đấy. Đầu tiên là tác giả dành hẳn một chương, là chương 4, là dành thời gian ở một mình. Đấy. Nếu mà những ai mà đã từng thực hành thiền định rồi, tĩnh lặng theo cái cách tiếp cận của thiền cũng như của đạo Phật rồi, thì mới thấy là khi mà để cho cái tâm trí của mình nó được tối giản hóa rồi, đúng không ạ? Thì mình sẽ có những cái sự an trong cái tâm của mình hơn, và giúp cho mình cuộc sống hạnh phúc hơn. Thì đây là một cái chương mà anh nghĩ là những ai mà thích thiền thì sẽ rất là thích trong cái chương này luôn. Cũng là một cái bước mà hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, từ việc là chúng ta từ bỏ cái mạng xã hội và nghiện cái điện thoại thông minh như nào thì phải có cái thay thế. Thì nếu mà đi vào cái thực hành chánh niệm và thiền là một cách rất là tốt để trạng thái của tâm của mình an tĩnh hơn, thì nó khiến cho mình có cuộc sống hạnh phúc hơn, bình vững hơn. Ngoài ra thì tác giả mới chỉ ra thêm một cái chương 5. Tác giả nói thẳng luôn là đừng nhấn nút thích nữa. Vì tác giả nói thẳng luôn là cái chuyện mà chúng ta like trên cái Facebook nó không khác gì là một trò chơi đánh bạc. Hiểu không? Người ta nói thẳng luôn trong sách như vậy luôn. Thì bây giờ một cái động tác đầu tiên là chúng ta không ấn nút like nữa. Thì nói chung ban đầu thì có thể là sẽ hơi khó khăn, nhưng mà dù chúng ta có thể nói trước với những người bạn thân thiết của mình để người ta hiểu là cái chuyện mình không ấn nút like nữa là có lý do là mình đang thực hành cái này là một. Điều thứ hai nữa là rất có thể là khi mình không có cái thói quen đó nữa thì một số người bạn của mình sẽ không thích và từ bỏ mình. Thì tác giả cũng khuyên trong này là nếu mà những người bạn từ bỏ mình chỉ vì cái việc đó thì chúng ta hãy vui vẻ cho họ ra đi, để mà chúng ta thật sự dành cái mối quan hệ đó cho những mối quan hệ mà họ tôn trọng mình hơn, chất lượng hơn, là một cái rất hay. Rồi lấy lại sự thư giãn đã mất, chính là trong thời gian thực hành 30 ngày đó,
thì mình có những cái hoạt động thay thế, đúng không? Ví dụ thay vì lên mạng xã hội rất nhiều khi là vô bổ, thì chúng ta sẽ đọc sách nhiều hơn, dành thời gian cho tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn, dành cho thời gian cho những mối quan hệ chất lượng hơn, những người bạn của mình, vân vân các loại, thì nó chính là cái sự thư giãn mình đã mất và mình nghiện thứ kia. Và đồng thời tác giả cũng đưa thêm một cái khuyến nghị là chúng ta hãy tham gia vào phong trào kháng lại sự chú ý, đúng không? Tức là khi chúng ta thực hành thì đừng chỉ làm một mình mà mình hãy chia sẻ cái điều đó với tất lan tỏa cho cả cộng đồng luôn, đúng không? Để mọi người cùng ủng hộ với mình trong đó. Thì nếu mà một cái phong trào gì đó nó hướng đến cái sự tốt đẹp hơn, đúng không? Người ta bớt nghiện điện thoại, nghiện mạng xã hội hơn, mà dành thời gian cho những mối quan hệ chất lượng, cuộc sống hạnh phúc, rồi làm việc hiệu quả hơn, thì không ai mà không sẵn lòng hỗ trợ những cái việc đó cả. Đã thì sau cái việc này mình cũng thấy được cái tâm của tác giả là người rất tốt, chỉ cho chúng ta cách rồi lại có cùng chung một cái nhóm bạn để khởi xướng một cái phong trào như vậy, thì nó càng củng cố cho cái hành động của mình hơn. Đó là điểm mà rất là tâm đắc trong cái phần thực hành của tác giả. Cái phần thực hành của tác giả đưa ra những cái cách để chúng ta thực hành rất là thiết thực và rất dễ để chúng ta thực hiện. Và có một phần mà em cũng rất là tâm đắc, đó là cái phần mà nói về, đó là dành thời gian ở một mình. Trong cái phần này thì tác giả nói về cái giá trị của sự tĩnh lặng. Thì trong cái thế kỷ 21 của mình bây giờ thì mọi người, xã hội mình đang quá xô bồ. Mọi ngày mọi người đi làm, sau đó về nhà rồi lại cầm đến công nghệ, không có thời gian để chăm sóc chính bản thân mình. Chính vì thế mà lúc nãy anh Quang có nói đến thiền là một cách để mình có thể quay về bên trong, chăm sóc cho bản thân mình. Và tác giả cũng nêu ra những cái cách để mình có thể tìm kiếm được cái sự tĩnh lặng trong cái thế kỷ 21 này. Đó là cách thứ nhất là tác giả có nói là mình có thể để điện thoại ở nhà một khoảng thời gian nào đó. Cách thứ hai là mình có thể đi bộ đường dài, và trong cái khoảng thời gian đi bộ đấy mình không sử dụng điện thoại. Và cái khoảng thời gian này cũng mang lại cho mình cái sự tĩnh lặng với chất lượng rất là cao. Bởi vì là cái hoạt động đi bộ này mình có thể vừa rèn luyện sức khỏe, mà mình có thể suy nghĩ và giải quyết những vấn đề mà mình đang gặp khó khăn trong công việc, hay là mình cũng có thể là chiêm nghiệm những cái khía cạnh khác trong cuộc sống. Và cái cách thứ ba mà tác giả có nói là tự viết thư cho chính mình. Đây là một cái cách mà rất là ít người viết cho chính mình. Cái cách này là chúng ta quay về bên trong, chúng ta chăm sóc mình, chúng ta suy ngẫm những cái điều mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đối với mình, để mình có thể cải thiện nó tốt hơn. Vậy thì sau khi đọc xong cuốn sách này thì anh Quang đã áp dụng như thế nào vào trong chính cuộc sống của mình để mình có lối sống tối giản hay tối giản thời công nghệ số? Mặc dù là anh chưa thực hiện một quy trình nghiêm ngặt 30 ngày như là tác giả khuyến nghị, nhưng mà anh đã hành động ngay lập tức rồi. Từ cái việc mình thấu hiểu cái bản chất như nào, thì bây giờ chẳng hạn như là anh giảm bớt cái thời gian mà mình sử dụng mạng xã hội và điện thoại bằng cách là mình tăng cường cái thời gian đầu tư cho hai thứ là sức khỏe và trí tuệ, mà như đã nói là Đức Phật nói là hai vốn quý nhất của con người ấy. Chẳng hạn bằng cách là bây giờ là anh tăng nhiều thời gian để mình bơi nhiều hơn này, rồi tập chạy này, tuần nào cũng có 3 buổi để học về kỹ thuật chạy và tập chạy, rồi bơi khá là nhiều, với lại là tăng cái lượng thời gian mình đọc sách lên và dành thời gian nhiều cho những mối quan hệ chất lượng trong gia đình mình và những người bạn, những mối quan hệ quan trọng. Thì đó là cái cách mà làm đầu tiên rồi. Và bây giờ trong cái việc mà cũng không có bật cái notification các cái ứng dụng nữa, mà mình cũng quy định là mình tập trung làm việc thôi, xong cứ khoảng độ mình ấn định là cái thời gian nào đó mình mới vào mình check cái messenger của mình, chứ không phải là cứ rong ruổi trên đó nhiều như trước đây. Đó là những hành động đầu tiên anh đang làm rồi, và anh đang cân nhắc là việc là mình có thể áp dụng luôn một cái quy trình 30 ngày trong cuốn sách này khuyến nghị luôn, để mà chúng ta tiến tới một cuộc sống thực sự là lối sống tối giản số trong thời đại công nghệ số. Còn Duyên, em đã thực hành cái gì chưa? Như chia sẻ của anh Quang thì anh Quang đang rất là thực hành cũng khá là nghiêm khắc với bản thân mình để tiến đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, để không quá phụ thuộc vào những cái dành những thời gian và cho những việc vô bổ. Em thì em cũng đã thực hành một chút chút, cũng chưa theo cái nguyên tắc 30 ngày này đâu, bởi vì là cái cuốn sách này em cũng chỉ mới đọc. Và nhưng mà sau khi mà đọc thì em cũng đã tắt cái thông báo ở trên điện thoại, tức là những cái tin nhắn hay là những cái thông báo trên mạng xã hội như Facebook, Instagram hay là Zalo gì đó thì em cũng tắt hẳn đi. Và khi đến một thời gian, cũng quy định ra một thời gian và em vào check, mình cần có một cái khoảng thời gian để mình tập trung suy nghĩ, làm những cái việc khác cho công việc, những cái học hỏi để phát triển bản thân. Như vậy là sau khi mà mình và anh Quang có review cuốn sách này xong thì có thể thấy là tác giả đã đưa ra cái sự thật về thời đại công nghệ số.
Cái thứ hai là tác giả đã đưa ra là những cái sự đầu tư của các công ty công nghệ để có thể thu hút, tạo ra sức ấp hấp dẫn, ảnh hưởng đến người sử dụng. Và cái thứ ba đó là tác giả đã đưa ra một cái lối sống mới là lối sống tối giản thời công nghệ số. Và thứ tư là tác giả đã đưa ra một con đường để cho chúng ta có thể thực hiện cuộc sống tối giản hóa thời công nghệ số để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hy vọng là sau khi nghe podcast của mình và anh Quang thì các bạn sẽ học hỏi và áp dụng được một phần nào đó vào cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.